Lúc đầu khi mà Phí Linh biết là trong list nhạc của chương trình có bài này thì mình cũng không nghĩ là nó có một cái sự kết hợp ăn xăm đến như thế. Tưởng tượng ra trong lời hát nó đã có hình ảnh của một cặp đôi đang đi trên đường. Mặc dù là đi trên đường cùng nhau đấy nhưng mà trái tim là đã hai hướng rồi. Hai hướng. Đấy. Hai ca sĩ cũng đã xuất hiện cùng nhau trong nhiều chương trình rồi, nhưng mà với Về Nghe Gió Hát thì có cái điều gì đọng lại trong Giang Hồng Ngọc sau khi mà hát xong ca khúc vừa rồi? Thật sự thì giữa hai anh em là biết nhau rất rất lâu rồi. Biết là như vậy nhưng mà khi mà có những cái mashup mình vẫn cảm thấy mới. Trải qua vô số những cái lần mà mình sẽ thử nghiệm rất là nhiều những cái phong cách khác nhau thì mình mới phần nào tìm được bản thân mình với nhạc xưa và những ca khúc như Hạ Trắng. Mà thậm chí là có những ca khúc rất khó mà Giang Hồng Ngọc tìm tòi về những cái câu chuyện liên quan đến tác giả rồi cách thể hiện đó. Thì nhạc xưa tìm đến Giang Hồng Ngọc hay là Giang Hồng Ngọc tìm đến nhạc xưa? 2009, Ngọc vẫn hát những ca khúc nhạc xưa nhưng mà nó không đủ trải nghiệm để người ta đắm chìm. Phải công tâm nói rằng là hát như nước nhạc, mọi người nghe ở cũng chỉ nghe là cho có, cho biết. Cho nên Ngọc mới nói là nhạc xưa nó tìm đến Ngọc là như vậy. Nó đi song song nha. Nó tìm đến mình đúng thời điểm và mình tự nhiên mình cũng thích nó đúng thời điểm. Thế cái điểm rơi đấy là diễn ra khi nào? Vào thời điểm nào? Năm 2017. Sau cặp đôi Hoàn Hảo. Sau cặp đôi Hoàn Hảo. Dạ đúng rồi. Thôi là em đi đường em, tình duyên mình chỉ bấy nhiêu thôi. Tự nhiên không phải là do mình thi nhiều rồi mình thích đâu, mà mình cảm giác rằng là mình chỉ hát nhạc đó mình mới cảm thấy phê, mình mới cảm thấy rằng là nó là mình. Và từ lúc đó là Ngọc rẽ qua luôn. Trong những cái khúc nhạc rất là trữ tình sâu lắng đấy, người ta nhìn thấy một Giang Hồng Ngọc yếu đuối, nhìn thấy một cô gái mà khiến cho người nghe muốn chia sẻ với những cái lời tự sự của cô gái này.